Báo VnExpress đưa tin, Hezbollah bổ nhiệm phó thủ lĩnh Na'im Katsam làm người đứng đầu tổ chức sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị Israel hạ sát ở Beirut. Nhóm dân quân quyền lực ở Liban hôm nay ra tuyên bố, hội đồng Sura đã thống nhất bầu Na'im Katsam làm thủ lĩnh tối cao của Hezbollah. Hội đồng Sura là cơ quan ra quyết định cao nhất của Hezbollah do thủ lĩnh tối cao đứng đầu. Na'im Katsam sinh năm 1953 tại Beirut, Liban và bắt đầu hoạt động chính trị với phong trào Aman của người Syri Liban. Ông rời nhóm năm 1979 sau Cách mạng hồi giáo ở Iran, sự kiện định hình tư tưởng chính trị của nhiều nhà hoạt động trẻ người tê ở Liban. Các Sâm tham gia quá trình thành lập Hezbollah với sự hậu thuẫn của vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran sau chiến dịch tấn công của Israel vào Liban năm 1982. Ông là điều phối viên chung cho các chiến dịch tranh cử vào Quốc hội của Hezbollah kể từ khi nhóm này lần đầu tham gia chính trường năm 1992. Các Sâm được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 và từ lâu đã là một trong những phát ngôn viên hàng đầu của Hezbollah. Ông thường trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, kể cả khi xung đột xuyên biên giới với Israel diễn ra suốt từ năm ngoái. Các xâm thường xuyên xuất hiện trên truyền hình sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị hạ sát trong cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut của Liban ngày 27 tháng 9. Trong bài phát biểu hôm 30 tháng 9, ông cho biết Hezbollah sẽ chọn người kế nhiệm thủ lĩnh tối cao sớm nhất có thể và sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Các sâm thường đội khăn xếp màu trắng không giống Naranla và người kế nhiệm tiềm năng Sâm Safiuddin, muốn đội khăn xếp màu đen để thể hiện là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed. Ông là quan chức cấp cao nhất của Hezbollah, tiếp tục xuất hiện công khai khi Naranla phần lớn náo mình sau cuộc giao tranh của nhóm với Israel năm 2006. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cuối tháng 9 thông báo Naranla, người dẫn dắt Hezbollah 32 năm qua, đã bị hạ trong đợt tập kích vào thành trì nhóm vũ trang ở khu Hanieh, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban, Israel sau đó tiếp tục hạ sát Safidin, ứng viên kế nhiệm Naranla, vào đầu tháng 10. Hezbollah liên tục tập kích lãnh thổ Israel trong hơn một năm qua để bày tỏ đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza, nơi Tel Aviv đang tiến hành chiến dịch chống Hamas. Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Xung đột gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel tăng cường không kích và mở chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban nhằm đẩy lực lượng Hezbollah lên phía bắc. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 1.580 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ ngày 23 tháng 9, thời điểm Israel bắt đầu tăng cường không kích mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban. Các xâm hôm 15 tháng 10 tuyên bố giải pháp duy nhất cho xung đột hiện tại là lệnh ngừng bắn để mở đường cho người dân miền bắc Israel trở về nhà. Ông cảnh báo nếu chiến sự tiếp diễn, số lượng thị trấn không người ở tại Israel sẽ tăng lên và 2 triệu người sẽ nằm trong tầm đe dọa của hỏa lực Hezbollah. Theo báo Sức khỏe và đời sống, cuối tuần qua, Israel đã tiến hành hoạt động không kích vào các địa điểm quân sự trọng yếu và hệ thống phòng không S-300 của Iran nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Israel đã đặt tên ngày ăn năn cho chiến dịch này, sử dụng các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái UAV để làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của Iran. Theo các nguồn tin tới Israel, tất cả bốn hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran đã bị phá hủy. Đây là các hệ thống phòng thủ hàng đầu do Nga cung cấp, có khả năng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa là trụ cột của hệ thống phòng không Iran. tờ New York Times cho biết, mặc dù Israel không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran theo khuyến cáo từ các đồng minh, nhưng cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống phòng thủ quốc gia của Iran. Truyền thông X của Israel. Đợt thứ hai, tấn công trực tiếp vào các hệ thống S300 xung quanh Tehran và những địa điểm quan trọng khác như nhà máy sản xuất tên lửa tại tỉnh Tehran do lực lượng này quản lý vẫn chịu ảnh hưởng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch đạt được mục tiêu đề ra khi đã vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran và làm tê liệt hệ thống phòng không S300. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây đã kêu gọi Israel kiềm chế, lo ngại nguy cơ một cuộc chiến toàn diện tại Trung Đông có thể tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Iran cũng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc hạt nhân sẽ là vượt qua lằn ranh đỏ và sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng rằng sự kiện này không nên bị coi nhẹ hay phóng đại. Đồng thời, quân đội Iran sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, ám chỉ rằng Tehran có thể sẽ chưa đáp trả ngay lập tức. Việc phá hủy các hệ thống phòng không S-300 khiến Iran mất đi một lá chắn phòng thủ quan trọng trước các cuộc tấn công từ trên không, khiến quốc gia này đứng trước thách thức lớn hơn trong bảo vệ các cơ sở hạ tầng cốt lõi trước sức ép ngày càng tăng tới Israel. Thông tin từ báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, ba trang dặn dò viết tay của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa do tờ báo Palestine al quds công bố bao gồm chỉ đạo về việc phải làm gì với các con tin Israel. Tác giả bài báo cho biết những trang tài liệu mật trên là di chúc cũng như là những mệnh lệnh cuối cùng của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa, người đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của quân đội Israel cách đây gần hai tuần. Theo các trang tài liệu viết bằng mực xanh, ông Sinwa yêu cầu nhóm bắt giữ con tin, chăm sóc mạng sống của tù nhân và đảm bảo an toàn cho họ, vì họ là quân bài mặc cả. Ông Sinwa nhấn mạnh việc canh gác tù nhân là điều cần thiết để đảm bảo việc thả tù nhân Palestine khỏi các nhà tù của Israel. Bài viết cũng nêu rõ những người thực hiện nhiệm vụ tốt sẽ được khen thưởng. Vào thời điểm Sinwa thiệt mạng, 101 con tin người Israel đang bị giam giữ trong giải Gaza. Ít nhất 60 người trong số họ được cho là vẫn còn sống. Trang thứ hai của tài liệu được viết dưới tiêu đề Alakwam Al Trading for Printerco, một công ty in ấn đã đăng ký tại Dubai, nêu chi tiết số lượng con tin và địa điểm giam giữ họ. Trong đó có đề cập đến 112 con tin không rõ tên bị giam giữ ở ba khu vực, gồm 14 người ở thành phố Gaza, 25 người ở miền trung giải Gaza, 51 người ở thành phố Rafah. Nhóm con tin thứ tư gồm 22 con tin không có địa điểm giam cầm. Tên tuổi giới tính, đặc điểm công việc của họ là binh lính hay dân thường cũng được nêu rõ trong tài liệu. Trang cuối cùng hiển thị tên của 11 con tin nữ đã được thả ra trước đó trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11. Trang viết cũng ghi rõ 11 con tin này là có ai có quốc tịch nước ngoài hay không. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ phía Israel về các tài liệu được cho là của thủ lĩnh Hamas xin qua. Trong đợt ngừng bắn kéo dài một tuần, hồi tháng 11 năm ngoái, Hamas đã thả 105 con tin thường dân. 8 con tin đã được quân đội Israel giải cứu còn sống, trong khi thi thể của 37 người đã được tìm thấy. Ngày 24 tháng 10, diễn đàn gia đình con tin đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Hamas đảm bảo một thỏa thuận để trao trả những con tin bị bắt giữ. Nhóm cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi yêu cầu Thủ tướng Israel trao toàn quyền cho nhóm đàm phán để đảm bảo thỏa thuận này, thời gian dành cho các con tin sắp hết. Lời kêu gọi của họ được đưa ra sau khi Israel tuyên bố cử các quan chức đến Doha vào ngày 27 tháng 10 để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn mới được nối lại lần đầu tiên kể từ tháng 8 trước đó một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo của hamas đã gặp các quan chức an ninh ai cập tại cairo để thảo luận về các ý tưởng và đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn về phía mỹ washington tin rằng ông sinwa bị hạ sát có thể kéo hamas trở lại bàn đàm phán đặc biệt là nếu việc ra quyết định hiện sẽ do các nhà lãnh đạo còn lại ở nước ngoài dẫn đầu điều này có thể giúp đẩy nhanh các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ từ lâu Hamas hiện đang thảo luận để lựa chọn nhà lãnh đạo mới của nhóm, với suy đoán rằng Mohammed, em trai của ông Sinwa, có thể nắm quyền kiểm soát. Thông tin từ báo Dân Chí, Israel tập kích quy mô lớn vào Iran bất chấp việc các nước trong khu vực tuyên bố đóng cửa không phận. Điều này làm dấy lên câu hỏi về con đường mà chiến đấu cơ Israel dùng để thực hiện vụ tấn công Dạng sáng ngày 26 tháng 10, khoảng 100 máy bay quân sự của Israel đã tham gia vào chiến dịch không kích Iran. Chiến dịch không kích được chia thành 3 đợt nhắm đến các mục tiêu quân sự của Iran ở Tehran, Kuzestan và Ilam. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ Iran bắn 200 tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10. Giới chức Israel khẳng định sau khoảng 4 giờ không kích, tất cả phi đội máy bay quân sự của nước này đã trở về căn cứ an toàn và hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. Câu hỏi đặt ra là các máy bay tên lửa Israel đã sử dụng con đường nào để tấn công vào Iran khi các nước trong khu vực đóng cửa không phận. Trả lời phỏng vấn trang tin al Cựu phi công và chuyên gia quân sự Ismail Abu Ayyubi tin rằng máy bay chiến đấu của Israel đã tiến vào không phận Iran qua Iraq. Ông nhận định các máy bay của Israel có thể đã tới biên giới phía tây của Iran thông qua không phận Iraq và các máy bay tấn công gần Tehran đã đi qua Syria, Iraq. Theo ông, phi đội máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích đã được trang bị thêm bình nhiên liệu, các máy bay tiếp nhiên liệu cũng được sử dụng bởi vì khoảng cách giữa Tel Aviv và Tehran lên tới gần 2.000 km. Ông nói, lãnh thổ Iran khá rộng lớn và máy bay Israel cần phải xâm nhập vào độ sâu nhất định để thực hiện các cuộc tấn công vì những tên lửa như Rampage chỉ có tầm bắn 250 km, không đủ để tiếp cận mục tiêu trong khi con đường thực sự mà israel đã sử dụng vẫn còn là bí ẩn phái đoàn iran tại liên hợp quốc cáo buộc israel sử dụng không phận iraq để tiến hành chiến dịch không kích tehran cũng cáo buộc mỹ hậu thuẫn israel với lập luận không phận iraq đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội mỹ iraq đã ban bố có ai cho phép điều đó xảy ra Ngoại trưởng Adachi tuyên bố, bất kỳ quốc gia thứ ba nào hỗ trợ Israel hoặc cho phép sử dụng không phận của Israel để chống lại Iran thì sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.